Dạ, em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Shipper Hải Nguyễn. Hôm nay em đây một khách hàng một chiếc để giao lưu với anh em. Cái giao dịch của bên em chính là một chiếc khoản đủ free ship, hai gói cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị cho 1 triệu giùm em và phí có anh em 4 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp từ Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shipper Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship. Anh em xem kênh chưa đăng ký thì em xin một lần đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Và anh em đăng ký rồi thì cũng bật vào cái chuông thông báo bên cạnh chưa đăng ký, để mỗi khi em có lên video sẽ có thông báo gửi tới anh em để anh em vào tham khảo. Rồi, em giới thiệu tới anh em luôn. Okay, em có cái bật lửa của Nhật. Có cốt đồng mạ rơm ha, nó có này là cái hiệu gì? Skiki. Còn này bên ngoài nó có bọc một cái lớp lưới và nó có cái chỗ để móc keo móc khóa nè anh em. Con này thì anh em chỉ cần quẹt cái là nó tự động bung cái nắp lên. Nó có đây, nó có cái ngàm để chừa bánh xe lại nè, để giữ cái ngàm lại khi anh em quẹt là nó bung cái nắp lên ha. Đó, nó giữ cái ngàm này. Chơi bật lửa lạ lạ thích lắm. Rồi em lên giúp cô nha anh em. Đầu tiên là một con HP chủ đề về đường sắt, xin hãng chủ đề Hawaii ha, con dấu Hawaii, sản xuất 2008, tình trạng qua sử dụng, cái lớp mạ rơm nhìn thấy khá đẹp ha anh em. Góc cạnh đẹp, không cấn mớp, có xước nha anh em. HP này cũng có hơi xước do quá trình qua sử dụng ha. Mà như vậy là quá đẹp rồi. Đây anh em nhìn thấy cái màu rơm của nó là anh em biết nó, cái màu rơm nó khá mới rồi. Sử dụng cũng không nhiều. Góc cạnh đẹp, không cấn mớp nha anh em, sản xuất 2008. Chưa sửa chữa ha, âm hay. Ruột trùng năm 2008, chưa sửa chữa nha nè. Nói chung cái con này vẽ bên ngoài vỏ thì nó khá là đẹp đó anh em, bị từ cái màu rơm ha cho tới tổng thể góc cạnh của nó thì không có cấn mớp. Xước thì chắc chắn là nó phải có rồi, bởi vì cái thằng HP này qua sử dụng thì chắc chắn nó phải có xước nha nè, nhiều hay ít thôi chứ mà không có là không được. Kể cả những con mới mà anh em bảo quản không tốt đó, nó cũng vẫn quy xước bình thường. Đây, thằng con này khá hay ha, nhẹ nhàng. Rồi, mã số 1 chưa sửa chữa nha, con nào có gì sửa chữa thì em sẽ báo rõ với anh em trên video luôn, anh em cứ yên tâm. Mã số 1 350,
anh em mới chơi mọi thuốc, anh em mới tập sự chơi mấy con này thì khá ok. Rồi thứ hai là một con HP luôn, con này thì được em lem được dán, con này 203, con này anh em cũng có thể để trơn được, cái này anh em có thể để trơn được, vậy anh em có thể tháo bỏ trơn được cái emblem này ha, này chủ cũ dán thêm thôi, 203, lề lối đẹp, chất lượng một con La Mã ha, con này thì anh em nào thích trơn tháo ra bỏ cái emblem, con này rồi qua sử dụng cũng có xước nha anh em, cái dòng HP thì không tránh khỏi đâu, con này xước cái là nhìn thấy liền. Con này cũng không cấn mớp luôn, tình trạng đẹp không cấn mớp, em lem dán thêm này cho bán cái dấu vân tay chứ lau lại cho là nó nhìn nó đẹp. Sướng không có sướng tại vì nó kèm cái dấu vân tay vô nhìn thấy nó nhiều chứ không thật chất ra nó có nhiều. Gà khỏe luôn ha, chưa sửa chữa luôn. Ruột trùng 03 đây, chất lượng một con La Mã luôn. Anh em thích cái chủ đề con dấu của Hawaii Zin thì chơi con 08, âm cũng hay, con này âm cũng hay, cả hai tổng thể đẹp như nhau. Con này thì anh em thích trơn thì anh em có thể để trơn, có nhiều anh em cũng thích dòng trơn á, anh em có thể để trơn. Còn con chủ đề Hawaii thì anh em nào thích chủ đề thì để đi chơi con đó, cả hai con đẹp như nhau, em cũng bán bằng giá cho anh em luôn, cho anh em chọn lựa. Tính ra thì con này nó sẽ cao hơn bởi vì nó là cái dòng số thấp hơn, và cái chất lượng của nó thì anh em biết rồi, cũng như La Mã. Mà bù lại thì con kia nó có chủ đề riêng hãng là số 2350, thì hai con tổng thể như nhau thì con có chủ đề, con không chủ đề thì nó bù qua sức lại anh em, nói chung là vậy. Anh em thích cái nào thì chủ đề hay là trơn thì nó tùy anh em chọn cái con nào. Thì con này cũng thâu của khách này gần nhà, khách này là cũng thích âm thanh lắm nên là thích mua về những cái con zip mà xong mà tự độ âm thanh luôn, tự làm âm thanh luôn. Con này được sản xuất 2024 anh em, con này tình trạng là nó nêu quá và anh đã cách chỉnh âm rồi nhưng mà âm nó như chung là không như ảnh mong muốn, tại vì tính ảnh là một tín đồ âm thanh, tín đồ âm chuông. Chưa chịu đó, nói chung nó cũng có âm nhưng mà tùy con, nó không phải là con nào nó cũng ra âm chuông hết. Nói chung âm con này nó cũng tốt mà anh em, cũng được nhưng mà theo cái cách ảnh chơi thì ảnh không thích nên đổi bù con khác của em. 2024 ha, dòng mới nhất. Và con này thì nó chưa qua sử dụng, con này là nó là một cái con brass đó nè, con brass mà trong vỉ đó, hôm trước em có lên đó, con này là con brass trong vỉ hôm trước đó. Con này là vỏ đồng luôn nhưng mà ruột phải là con brass đấy nha, nên cái ruột nó cũng trắng, đây ruột trùng 5 tháng luôn ha. Anh nào chơi thích dòng brass này thì chơi con này, em lem dán sẵn cho anh em luôn, anh dán luôn.
cái này thì lau AutoSol hay là cà na lại muốn sáng bóng thì lau lên, còn con này vậy thì ok rồi. Tôm hâm con này vậy cũng được anh em, đâu phải dở như vậy. Chơi con niêu không? Niêu đời mới bây giờ. Và con này là rát luôn nha. Cái con này là cái con mà anh em nếu mà thèm cái kênh anh em thường là anh em biết cái con nó nằm trong vỉ. Đây nó là dạng con này nè anh em. Đây cũng 2024 nè. Đó. Con này thì ra nó có được lau qua rồi nên cái màu nó xuống, và thì cái con này nó sẽ có một cái lớp keo, cái lớp keo phủ bên ngoài á, để bảo vệ cái lớp đồng bên trong này nè. Là cái con này nè, cái con này là cái con này nè anh em. Và cái con này là con niêu nha anh em, con này là con niêu á, chưa qua sử dụng, chưa cho anh em coi ruột nhiều. Ruột trùng 5 tháng luôn. Ba 380k nha anh em chơi luôn. Dùng mới sau này ha. Và con này là new. Con đó là vỏ đồng zin luôn á. Một con mạ vàng 92. Có phôi phai nhẹ, lớp mạ vàng. Phôi phai nhẹ thôi. Lề lối đẹp. Đây qua sử dụng ha. Ở đây có té nhẹ xíu. Nó có phôi phai nhẹ. Cái dòng này mà nó đẹp thì nó mắc lắm. Dòng này. Bánh bán. Thử gà khỏe. Ruột này là ruột vàng 92 luôn. Đây ruột vàng 92 luôn thấy không? Rõ luôn nha. Ruột chuẩn luôn. Bánh bén. Mã vàng con này, mã vàng mà nó đẹp thì nếu mà nó niêu quá thì nó tập 1,5 triệu ngoài. Cái dòng này. Rồi con này em chưa sửa chữa nha anh em, con này chưa sửa chữa. Anh em mồi thuốc luôn. Cầm lên nó chỉ bị hơi phôi phai nhẹ xíu thôi. Phôi phai mà lớp mạ vàng xíu thôi. Rồi con này 5 xị. Bán như một con la mã bình thường cho anh em chơi luôn. Ruột thì cũng là ruột vàng. 1 2 3 4 rồi em ra một con này cũng đẹp. Một con em lem xin hãng, em lem cá heo. Em cá heo thì nó cũng tượng trưng cho hiền hòa, thông minh, thân thiện. Và có một
kiến là nó may mắn đó nha anh em. Cá heo ha, sản xuất năm 2000, một kép xanh sapphire. Và cái con này á thì nó là một cái con nó được phủ cái lớp sơn màu xanh lên nha anh em, chứ nó không phải là mạ dạng như sapphire. Đây, căn cứ vào đây thì em nhìn ở trong này là anh em chỉ cần cái con này anh em để về sử dụng màu nó cũng đẹp. Cây này em chưa canh chỉnh luôn cái nút lệ xin luôn. Thì cái con này nếu như mà anh em muốn để sử dụng như vậy thì vẫn đẹp. Sau này anh em có muốn xả nó ra thì anh em ngâm cái chất tẩy sơn là nó bung ra. Cái này là một cái lớp sơn mỏng màu, cái sơn màu xanh này mỏng thôi. Con này không phải là mạ kiểu sapphire đâu. Bởi như nhìn bên trong nắp thì em có gặp mấy cái con này rồi. Con này lại xả ra thì nó bên trong thì nó chắc chắn nó đẹp. Xả bằng chất tẩy sơn anh em, chạy ra ngoài anh em mua cái chai đó mấy chục ngàn em quên rồi. Xả ra. Anh bé. Rụt trùng năm ha. Thang máy không thấy. Y một trùng năm thì để cái này để sử dụng nó cũng đẹp. Cái màu xanh, màu xanh sapphire này nó cũng đẹp. Thì anh em thích kiểu gì thôi. Con này thì em chưa canh chỉnh, có độ rơn ha. Cốt lại xin là em để. Không cấn mớp. Hai, bốn, năm. Năm, năm mươi. Sao? Rồi một con trơn chrome file xước đơn giản ha, được sản xuất năm 90. Lề lối đẹp, có té nhẹ. Đây có cấn nhẹ nữa ha nè. Ruột này, ruột con này được spa nha anh em. Cái đuôi, cái phần chữ này là ruột trùng á. Ruột con này được spa ha. Con này để mồi thuốc thì ok anh em. Cái con này em thấy nó cái dấu tán này, cái dấu tán này cũng đẹp, dấu tán này rất clean. Hơi ấy vô, nó hơi ấy vô mà dấu tán đẹp. Bánh xe thì bánh xe riêng rồi, bén luôn. Con này nhìn tưởng đâu là nó có thay bánh xe.
xe nhưng mà không phải. Con này nó ruột trùng năm nha. Ủa ruột em cho là ruột mờ giai đoạn. Có cấn nhẹ. Có cấn nhẹ, có xước. Rồi em có một con bạc lịch số. Đây con này là về nó có em đem sẵn như vậy luôn anh em, kính đá đã khá chiếu, sản xuất 202 bạc 202 mọc ngược. Em đem này em đem có sẵn, em đem thì con này em cũng nghĩ dán thêm thôi nhưng mà về nó có rồi, nhìn nó để nó cũng đẹp, nhìn thấy nó cũng đẹp để luôn. Em này dán thêm, mà anh em không thích thì tháo ra, nó đơn giản mà. Mấy cái này con này qua sử dụng và con này nó chưa hề qua spa gì hết ha, cam đoan với anh em là con này nó chưa hề qua spa xử lý cấn mớp gì hết, lề lối đẹp. Đây nó có một vết dạng xước nhẹ thôi. Đây thì giá trị cao thì em sẽ cho anh em từ từ cảm nhận. Đây là một vết dâm kim nhẹ, một vết dâm kim nhẹ, một cái vết nó dạng dạng vết hằn nhẹ chứ không có phải là sâu sắc gì ha. Hai điểm. Và cái màu nó là chưa hề qua spa nha anh em, chưa hề qua spa, chưa hề xử lý cấn mớp gì hết. Đây cho anh em nhìn bên trong, và chơi những cái con bạc hoài là nếu mà anh em chơi mà anh em để mà chơi á thì nên chơi những con chưa qua spa, chưa qua xử lý thì nó sẽ hay hơn ha. Cái gì nó cũng vậy, không phải là cái gì mà sáng đẹp quá thì nó sẽ là tốt lắm đâu. Cái gì thường những cái con bạc với đây con đồng đỏ rồi á, chuyện niken cũng vẫn vậy, những cái chất liệu mà không có dính, không có mạ chrome lên á thì anh em đồng thường cũng vậy đó. Khi mà cấn mớp thì dễ xử lý lắm, spa qua gò lại và spa qua là nó sẽ mất thôi, bên ngoài nó sẽ đẹp đẽ thôi chứ không có gì cái khó đâu. Mà để mà giữ được những cái con mà chưa qua spa thì nó còn nguyên bản của nó thì nó nên chơi những cái con đó hay hơn. Bây giờ nhìn ở bên ngoài nó không có được đẹp đâu, nó không được đẹp, ngay cả cái màu cho tới những cái vết chấm kim nhỏ. Tại vì anh em biết sao không, anh em khi mà một anh em xử lý một điểm á thì bắt buộc anh em sẽ phải xử lý nguyên con zip nó mới cái đều được cái màu. Chơi thì nên chọn những con mà còn nguyên bản á để mồi thuốc rồi. Con này thì cam kết với anh em là chưa qua spa, chưa qua xử lý cấn mớp gì hết, ngắn gọn xúc tích vậy thôi. Cảnh bén. Thấy con này thì nó có dâm nhẹ thôi ha, một vài điểm, đặc biệt là chưa qua spa, chưa qua xử lý cấn mớp gì. Nguyên zin. Đây, để như vậy cầm như vậy xài, còn muốn sáng bóng thì lẹ lắm, dễ lắm, cái gì đâu khó. Em lem thì anh em không thích thì anh em tháo ra, tại vì nó về em để ý nguyên vậy luôn. Bạc 202 tổng thể con này cũng khá đẹp, nó như vậy là khá đẹp rồi, tại vì nó có một vài điểm mà, một hai điểm mà. Anh em
có anh em hỏi bạn. 2, 4, 6, 7. À, lưu ý là chưa có qua spa, chưa có gì hết nha anh em, nguyên zin nguyên bản nha. Rồi em qua mấy con sô niu, một con Zen Lighter Club, câu lạc bộ này ở Bradford PA luôn. Và cái con này nó được cái phủ một cái lớp sơn xanh lên và cái sơn khá đẹp ha, nó ống màu ống ánh cũng đẹp, sản xuất 2016 đây, để trưng bày khá đẹp đấy nè. Tình trạng là new, chưa qua sử dụng. Trưng bày cũng đẹp, trùng năm 2016. Cái màu này anh em là chưa có màu này nha, nhìn nó rất là bắt ta, thu hút. Màu đẹp á, khá đẹp. Zen Lighter Club là câu lạc bộ của cũng có Sipo, câu lạc bộ Sipo. 2, 4, 6, 7, 8. Con này là chủ đề nó phát phát quả là cái chủ đề Zippo Việt Nam World hồi xưa đây anh em, của chính hãng sản xuất, và có những cái nói chung về chủ đề Việt Nam World. Zippo được sản xuất trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, và có những cái chủ đề của các đơn vị tham gia trong cái cuộc chiến ha. Đây là đây những cái zip này, chủ đề này chủ đề xin hãng, và chủ đề này sơ thấp nhiệt, anh em nào chơi mà thiên về chủ đề quân đội hay là chiến tranh gì đó thì chơi con này, nó trưng bày con này cũng đẹp, nó làm gợi nhớ tới những cái dòng zip bô Việt Nam World hồi xưa. Rất là đẹp. Con này chủ đề zin hãng, anh em sản xuất 2009. Tình trạng new. Con này để trưng bày thì nói gì nữa, đẹp. Giá nó cũng cao á, rác lắm anh em. Con này nó phát thảo là nó cũng để mà trưng bày cho đẹp. Rồi con này em giao lưu với anh em 8, 9.
600 luôn, anh để cho anh em 600 luôn. Rồi con này thì cái set này nó đã qua sử dụng rồi, xăng thì hết, đá thì còn nháy. Rồi con zip 99, con zip này thì được chủ cũ spa lại rồi em. Cái này nó là có té nhẹ xíu thôi ha, đây nó có xử lý spa một tay á. Đây mặt sau thì nó chán men rồi nè, khi mà mất cái lớp sơn. Còn con này em hay á, con này thì chưa sửa chữa, ruột trùng 5 tháng luôn nè, để mọi thuốc cũng khá ok. Bánh bén đây về cái con này ăn cũng hay đó, anh em có trưng bày hay là mọi thuốc thì sử dụng con này cũng được nè. Trong tổng thể nó cũng khá ok anh em, có té đây nhẹ thôi. Rồi đây nguyên cái set này anh em có thể để trưng bày cũng được, 600. Con tiếp và gồm một cái set bình xăng, nhưng mà đây là để trưng bày ha, bình xăng này nó hết rồi nè. Có gì anh em về lau chùi lại thì 600 nha nè. Số 9 mã số 10 ha, số 10 600. Rồi em lên con này Zippo hộp nhựa, hộp zin luôn á nè. Đây một con cũng đẹp, con đẹp, con chủ đề đẹp, chủ đề thì đặc trưng của Nhật Bản luôn, mở bạn mạ bạc. Sản xuất năm 94, mạ bạc, khắc ăn mòn chủ đề Zippo ha. Zippo nào, nó dơ. Cái con này lớp mạ bạc nó rất là đẹp luôn á nè. Bút của nó zin như vậy luôn á, này bên trong nè, sáng đẹp luôn, chưa hề có xước gì luôn. Ruột trùng 5, con này khá đẹp luôn nè, nó được chủ đề cũng đẹp, chủ đề đẹp lạ, để khắc ăn mòn nha nè. Và lớp mạ bạc thì nói chung con này lớp mạ của nó rất đẹp luôn. Rất đẹp. Còn cái bao ni lông. Nói chung là nó như một bộ như vậy. Khá đẹp ha anh em ạ. Rồi em lên cái anh em là một cái của hãng Zippo sản xuất. Cái này là một cái dụng cụ để sinh tồn, để bật ra lửa nè. Bên trong nó có một cái gọi là cái tim, cái bắp. Đây, nó có hướng dẫn sử dụng cho anh em nè. Chẹt lửa vô đây là cháy, nó dạng sinh tồn á anh em. Thì cái này mua về thì để người ta đi phượt rồi nọ, đi rừng rồi đây. Đây là nó chức năng của nó vậy nè, để nó mồi để nó đốt lửa thôi.
để cái này thì thường thì những cái lạ lạ này thì anh em mua về anh em trưng bày thôi chứ sử dụng tới làm gì. Mình em thấy nó cũng lạ, nó cũng hay hay, để giờ về mình vô một bộ sưu tập của nó ha. Đây là nó nêu nguyên quỷ luôn đó, nó nêu nguyên quỷ vậy để dành trưng bày, bỏ tủ rồi trưng bày rồi cho nó đầy đủ rồi. Có nhiều cái hay hay lạ lạ. Cái này thì em giao lưu 400 nha anh em. Giống như là cái form của cái em quên ở cái form của cái con blue của Zippo á, sử dụng ga đá luôn á. Nó giống y chang cái form của cái con đây, nó đây nè. Đây nè. Đó. Nó y chang cái kiểu như là cái form form đó đó. Đó, cái bơm vậy ha. 400. Nói chung là nó một cái gì đẹp lạ thì em cũng có cố gắng lấy về để lên, thứ nhất là để giao lưu với anh em, thứ hai là giao lưu không được thì để đó trưng, mình để đó mình trưng cũng được, đâu sao. Rồi một cái hôm trước là cái này nè, cái set này thì hôm trước là nó không có trái, thì hôm nay là em biết sao không? Như lâu ngày nó bị kẹt ở đây nè, nó bị kẹt cái vòi. Em cho miếng dầu vô. Rồi nó giờ nó cháy rồi, nó cháy và nó bình thường thôi. Đây. Ga thì anh em chỉnh cái này nè. Nhỏ lại cho nó. New nha anh em, chưa hề sử dụng. Một cái ốc đá của nó là cái nó vặn để nó ép vô, nó vặn răng nó ép cái cục đá vô anh em. Còn này giờ tháo ra vậy nè, đó là chỗ đá vô, nó có cái ti bên trong anh em thấy không, cục đá nè. Cái này nó để ép cục đá vô luôn, thiết kế ép cục đá vô. Đó, nó đẩy vô chứ không phải là nó gài như kiểu đinh hiêu hay là tụ bông, mà nó gài nó bằng cái này. Cái lỗ này là vừa. Đá thôi. Cái này là nêu luôn. Rồi cái này thì em để cho anh em nói như vậy thôi, chứ em để cho anh em 800 là nó hoạt động bình thường ha. Set này gần hai cái này là kể kẹp vào cái túi áo vest. Cái này là ngay chỗ cái nút vừa ngay chỗ cái cổ tay. Đây một bộ của nó như vậy. Mạ vàng 18K khá đẹp, long lanh cành chanh. 8 xị cho một cái này hoạt động bình thường nha anh em. Đây hộp nhung sang trọng, anh em muốn thể làm quà tặng cũng được. Rồi đây em có một set này nữa. Đây.
đây set này là một cây cây viết và một cái cũng mạ vàng khá đẹp luôn. Đây cái từ này em có dịch trên Google và em có tìm trên Google là cái từ hạ viện của Nhật Bản anh, hạ viện của Nhật Bản rất là đẹp luôn. Cái này thì qua sử dụng, cái bật lửa này nó có qua sử dụng rồi nhưng mà nó rất là đẹp. Đây anh em coi nó cái lớp mạ của nó, cái lớp mạ của con Nhật nó khá là đẹp và cái phơm này cầm nó khá là sang trọng luôn. Con này qua sử dụng ít thôi. Đây cái độ ấy nè, chỉnh ga. Con này nó hết ga rồi đó. Chiều giờ em cũng dọc nó nhiều lắm. Đây. Cũng hết ga đó anh em thấy không? Nhưng mà bao anh em hoạt động bình thường. Hết ga bà nó rồi. Vẫn cháy ha. Về tới đây nó vẫn cháy thì anh em biết là độ cầm ga của nó phải còn, nó phải có. Cái set này để trưng bày hay là làm quà tặng khá là đẹp. Cái này vệ sinh tí xíu nữa là đẹp đẽ. Thì cái này là qua sử dụng nhưng mà chỉ cũng ít thôi chứ không có gì. Đẹp. Và một cái viết kiểu như vậy luôn ha. Đó đẹp. Chỉ vẫn còn. Này anh em có thể thay ruột được, thay ruột zip được. Có thay ruột viết chứ. Đây khá sang trọng. Rồi cái này thì set này thì 650 nó qua sử dụng. Còn set này thì 800. Đây là 800, vẫn sử dụng bình thường nha. Cái set này thì new. Set này thì qua sử dụng ít thôi. Vẫn đẹp, hai set nó khác nhau. Rồi anh em lấy set này thì chụp cái này gửi qua giúp em, gửi qua Zalo giúp em. Rồi là set này. Set 8, một set set 6, một set 7. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký thì em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.